Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 32 luyện tập. Bài số 1 tính nhẩm 10 ta trừ cho 2 là bằng là 8. 9 trừ 6 là bằng 3. 10 ta trừ cho 3 là bằng 7. 6 trừ 5 là bằng 1. 6 trừ 2 là bằng là 4. 7 trừ 7 là bằng là 0. 8 trừ 4 là bằng là 4, 7 trừ cho 0 là bằng là 7. 9 trừ cho 4 là bằng 5. 7 trừ 6 là bằng 1. 7 trừ cho 1 là bằng là 6. 10 ta trừ cho 7 là bằng là 3. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2, tính nhẩm 9 cộng 1 là bằng 10. 4 cộng 3 là bằng 7. 6 cộng 4 là bằng 10. 1 cộng 9 là bằng là 10. 3 cộng 4 là bằng 7. 4 cộng 6 là bằng 10. 10 ta trừ 1 là bằng là 9. 7 ta trừ cho 4 là bằng 3. 10 trừ 4 là bằng là 6. 10 ta trừ 9 là bằng 1. 7 trừ 3 là bằng là 4. 10 ta trừ cho 6 là bằng là 4. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết cái phép tính thích hợp theo mẫu. 5 6 5 1. Như vậy là chúng ta thấy là trong này là số 6 là số lớn nhất, người ta lấy số 5 ta cộng số 1 là bằng số 6. 5 cộng 1 là bằng 6. 1 cộng 5 ta đảo ngược, lại thì nó cũng là bằng là 6. Rồi ta lấy 6 ta trừ cho 1 là bằng 5, 6 ta trừ 5 là bằng là 1. Bài này thì chúng ta sẽ có là số nào lớn nhất đây, số 9 là lớn nhất, được không? Người ta đã vẽ cái này nó bự hơn nè, nhưng mà số này là số lớn nhất. Ta lấy hai số nhỏ này cộng lại với nhau. 7 ta cộng cho 2 là bằng là 9 nè. 2 ta cộng với 7 là bằng là 9 nè. Như vậy 2 phép cộng rồi qua 2 phép trừ. Trừ ta lấy 9 ta trừ cho 2 là bằng 7. 9 ta trừ cho 7 là bằng là 2. Rồi số 8 là số lớn nhất. Như vậy ta lấy 5 ta cộng với 3 là bằng là 8. Ta lấy 3 ta cộng với 5 là bằng là 8. Rồi ta lấy 8 ta trừ cho 3 vậy là bằng là 5. 8 ta trừ cho 5 là bằng là 3. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. 6 cộng 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trái bên này cộng với 2 trái bên này, như vậy là bằng là tổng cộng là 8 trái. Ta đảo lại, ta lấy 2 trái bên này ta cộng với 6 trái bên này, như vậy nó cũng là bằng là 8. Rồi ta lấy 8 trái tổng cộng là 8 trái, ta trừ cho 2 trái này thì bằng là 6. Rồi ta lấy 8 ta trừ cho 6 thì bên này là bằng 2. Chúng ta qua bài tiếp theo. Bài B. 1 cộng 7 là bằng 8. Trong này chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta cộng 1 trái nữa là bằng là 8. Rồi ta lấy 7 trái ta cộng 1 trái nữa cũng là bằng 8. 8 trừ 1 là bằng 7. 8 trừ 7 là bằng 1. Chúng ta qua câu C. 2 phép cộng và 2 phép trừ. Như vậy là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 5 con ở trên bờ. Ta cộng với lại 2 con ở dưới nước, như vậy chúng ta sẽ có là 7 con. Rồi ta đảo lại, ta lấy 2 con ở dưới nước và ta cộng với lại 5 con ở trên bờ thì chúng ta sẽ có là 7 con. Rồi ta lấy 7 con ta trừ cho 2 con ở dưới nước thì chúng ta sẽ có là 5 con ở trên bờ. Ta lấy 7 con ta trừ cho 5 con ở trên bờ thì chúng ta sẽ có là 2 con ở dưới nước. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng để đường link dưới blog, dưới mô tả. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.